phụ nữ có năm nét tướng này về già cực mất nét, đàn ông khôn biết mà tránh. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hãy sớm khác. Quý vị và các bạn thân mến, cổ nhân xưa có câu: Tướng đàn bà con gái thường hiền lộ, tướng đàn ông con trai thường ẩn tàng. Từ ngàn xưa dân gian đã đúc kết tướng của một người phụ nữ thường thể hiện ra ngoài tướng mặt tướng đi ăn nói chỉ cần tinh ý quan sát chúng ta hoàn toàn có thể nhận diện tính cách của họ qua vẻ bề ngoài đặc biệt nếu người phụ nữ có năm nét tướng trên khuôn mặt dưới đây chứng tỏ họ là người đàn bà độc ác toan tính lật lọng lừa gạt đàn ông khôn ngoan phải biết mà tránh xa kẻo đến lúc họ làm khổ chồng con hối hận cũng không kịp Vậy đó là những nét tướng nào? Hãy cùng với Hãy sống khác lắng nghe và chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay quý vị nhé. Nét tướng thứ nhất, mắt nhiều lòng trắng hơn lòng đen, ánh mắt láo liên. Trong dân gian, người xưa thường truyền miệng câu nói, những người mắt trắng môi thâm, phí chẳng hại chồng thì cũng hại con, ám chỉ những người đàn bà có đôi mắt trắng thường độc ác, xảo quyệt và dễ ngoại tình họ là những người tư lợi chỉ sống vì mình, ít khi nghĩ tới những người xung quanh, kể cả đó là người thân. Theo quan niệm nhân tướng học thì đây là một trong những tướng mạo của người phụ nữ nham hiểm. Người có đôi mắt ít lòng đen, lòng trắng nhiều là mắt trắng dã, khiến nhiều người sợ hãi khi tiếp xúc. Chủ nhân là người thông minh, nhanh nhẹn nhưng lại nham hiểm và tàn bạo. Họ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Trong nhân tướng còn có một khái niệm nữa, đó là mắt tam bạch, hay còn gọi là mắt ba tròng phần lớn là tròng trắng nhiều hơn tròng đen. Còn mắt tứ bạch là có phần trắng lấn át hơn hẳn. Người có dạng mắt này hay toan tính, lòng dạ nham hiểm, họ có tham vọng rất lớn, luôn đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Khi có chút thành công, người này sẽ càng tự cao tự đại. Bên cạnh đó, khi nói chuyện, những người phụ nữ nào có ánh mắt thường láo liên, ánh mắt thay đổi liên tục, thể hiện là mẫu người sống hai mặt, sống rất giả tạo. Đối với nam giới, họ thường tỏ vẻ giả nai, mắt chớp chớp, miệng trúng chím tạo duyên dáng. Khi tiếp xúc với mọi người xung quanh, họ luôn chú ý đến hình ảnh của mình, tỏ ra ngoan hiền, thân thiện để tránh rắc rối tốt nhất không nên tin tưởng vào mẫu người phụ nữ này. Nét tướng thứ hai, miệng chê cá chê là đàn bà mang sát khí. Tướng miệng cá chê được nhận diện là cặp môi mỏng, sắc môi kém tươi tắn, thường nhợt nhạt và thâm xì nhưng miệng rộng lớn không thu vào được khóe miệng không hướng lên mà cụp xuống khí thế thô trọng nhẫn thần mờ ám thông thường miệng nhỏ thường xấu hơn miệng rộng cho biết người đó nhận được ít phúc khí tuy nhiên người miệng cá tre rủi rộng nhưng khi ghép lại vẫn không nhỏ lại được cho là tướng xấu chỉ tính cách bần tiện keo kiệt thích tính trực lấy trực ăn của người chứ chẳng cho ai bao giờ Tướng miệng cá chê có cặp môi mỏng, ưu điểm là ham học hỏi, có khả năng giao tiếp tốt, thông minh nhưng nhược điểm của họ là nói nhiều, song hay hóng hớt, có nhiều thị phi sẽ gây mâu thuẫn không đáng có. Thêm vào đó là tính cách ích kỷ, nhỏ nhen, tiểu nhân, sau so đó bất chấp tất cả để giành ưu thế về phía mình. Trong một mối quan hệ bạn bè, họ dễ dàng trở thành những người phản bội, bán đứng bẻ bạn. Phụ nữ có tướng miệng cá chê, môi mỏng là người hay hóng hớt. Trong trường hợp không làm hài lòng họ, họ có thể chửi hoặc phỉ báng, họ thường ghen tuông vô cớ trong cuộc sống tình yêu, hôn nhân khiến cho bạn đời mệt mỏi. Nếu phụ nữ cười nói mà hở lợi nhiều thì mang tướng khắc chồng. Những người này có phần môi dưới chảy ra, đa số thường xuyên tính toán, thiết kế người khác nhưng mặt thì vẫn hiền hòa chưa hiểu thấu. Người kiểu này nam giới sẽ mau chóng xa vào tình ái, nhưng đến khi lấy về vợ chồng thường xuyên khắc khẩu. Nét tướng thứ ba, mũi nhọn diều hâu mũi diều hâu là một trong những tướng mũi xấu trong nhân tướng học với đặc điểm mũi khoằm đặc trưng của loài diều hâu người có mũi diều hâu được cho là kẻ gian tà có ác tâm đầu mũi diều hâu hay còn gọi là mũi khoằm sống mũi gãy đầu mũi nhọn và trúc xuống che khuất lỗ mũi sống mũi thường cong như nhìn hình móc câu thông thường thì phụ nữ mũi nhọn và mạnh có năng lực phân tích rất tốt chỉ cần liếc qua một cái họ cũng đọc được suy nghĩ của người khác họ biết dựa vào thế lực của người khác để phục vụ cho công việc của mình Họ biết cách giao tiếp, ứng xử khéo léo trước mọi tình huống và có tài vạch mưu lược. Họ đúng là nhân tài kiểu quân sư trời sinh. Tuy nhiên, sách tưởng có ghi tị hữu tam loan kỳ, nhân tất gian từ mùi mà nghiêng vẹo, chủ nhân gian xảo. Theo nhân tướng học, những người phụ nữ có tướng mũi này rất độc ác. Họ dùng tất cả mọi thủ đoạn để mang cái lợi về cho mình, bất chấp cả nghĩa tình. Người có tướng mũi này tiền vận trung vận có thể giàu sang nhưng hậu vận dễ thất bát, con cái phá phách, tính tình dễ nổi nóng. Trong đường tình duyên và hôn nhân, những người nữ giới mũi diều hâu có tính thẳng thắn nên họ thường lấn át chồng con, không được hòa thuận với gia đình nhà chồng. Thậm chí còn có nhiều khi làm quá sự việc gây mâu thuẫn và xung đột giữa đôi bên. Nét tướng thứ tư, lông mày thô đứt đoạn sách lên. Lông mày đứt đoạn chính là chỉ lông mày mọc lộn lộ xộn, không theo hàng lối đứt quãng, có đuôi lông mày thưa và mảnh, chỉ dài tới giữa mắt. Theo nhân tướng học, lông mày có hoàn thiện thì vận mệnh của mệnh chủ mới tốt, có thịnh. Bởi thế mà nhân tướng mày đứt đoạn được xét vào tướng xấu cho cả nam và nữ. Luận giải theo nhân tướng học thì phụ nữ có đường lông mày bị đứt khúc thường có nhiều sự chẳng tốt đẹp. Phụ nữ mà có chân mày đứt quãng thành từng khúc thường có tính cách thất thường, là người ích kỷ, lắm thị phi và hay so đo tính toán. Hơn nữa, đàm bà có đôi lông mày đứt quãng còn là người tuyệt tình, sẵn sàng đối xử tệ bạc với cả những người thân yêu của mình. Suy cho cùng, cũng chỉ mong cầu lợi ích cho bản thân mà không đoái hoài đến sự được mất của người khác. Với tính cách trên, sẽ thấy con gái có dáng mày đứt khúc thường là người có chuyện tình duyên đứt đoạn giữa đường, thậm chí là sống cô độc cả đời. Họ thường có tính tình thay đổi thất thường, gió chiều nào thì ngả theo chiều đó, lòng dạ rất hẹp hòi, chỉ chăm chăm coi trọng lợi ích của mình lông mày xếch thì thường rất hung ác, tầm ngầm, địa ác độc. Họ là những người rất tham vọng, đã muốn làm gì phải quyết tâm bằng được. Họ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được địa vị và tiền bạc. Do là người sống ích kỷ, so đo thiệt hơn, chỉ nghĩ lợi cho bản thân, nên phụ nữ có chân mày mọc đất khúc thường có cuộc sống nghèo khổ, sự nghiệp không có tiến triển, nay làm đây, mai làm kia, luôn gặp bất ổn trong công việc. Thường là đặc điểm chung về sự nghiệp của phụ nữ có dáng mày bị đất khúc, Tự chung lại, dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu đã có chân mải đứt khúc thì cuộc đời bạn mệnh khó mà sáng sủa, lận đận về tình duyên. Bất chắc về sự nghiệp tài vận nghèo khó là điểm dự báo thường dành cho những người này. Nét tướng thứ năm xương quay hàm nhô về phía sau tay thì ích kỷ tư lợi. Nhìn thấy xương quay hàm từ phía sau, tức là nhìn từ phía trước sẽ thấy xương quay hàm bạch sang hai bên, hoặc nhìn từ phía mặt bên sẽ thấy xương quay hàm nhọn và nhô về phía sau tay. Một người đều có xương quay xanh hàm vuông và nhô về phía sau tay thì có tính cách ương ngạnh, ích kỷ nên khi lấy phải người phụ nữ này bạn sẽ khó lòng hạnh phúc. Những người phụ nữ có tướng mặt như vậy chắc chắn không phải là người tốt, họ rất nham hiểm xảo trá, thích gây chuyện thị phi, thích làm các mối quan hệ giao tiếp trở nên căng thẳng hơn. Họ so bì, tính toán thiệt hơn với người khác, cuộc sống dễ rơi vào mệt mỏi bế tắc người có tướng mặt như thế này tuyệt đối không nên tin tưởng họ cũng không nên kết giao với họ nếu không chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất nặng nề là cấp trên cần cảnh giác họ làm phản còn nếu là bạn cần cảnh giác kẻ họ dành hết lợi ích của mình quý vị và các bạn thân mến ngoài những nét tướng mặt có thể dễ dàng nhận thấy được vừa rồi còn có rất nhiều nét tướng khác báo hiệu một người phụ nữ có vấn đề trong tính cách mà người đàn ông cũng cần cẩn thận dây vào kẻo khổ cả đời một có hầu gồ cao giọng nói khản đục đây là kiểu người ích kỷ đặt lợi ích cá nhân của mình lên hàng đầu chỉ cần bạn có giá trị lợi dụng họ sẽ kết bạn nhanh chóng với bạn họ luôn toan tính trong cuộc sống tốt nhất nên tránh xa phụ nữ có đặc điểm này thì thường tuyệt đối không nên tin tưởng và kết giao nếu không sẽ chịu rất nhiều tổn thất ngoài miệng thì ra vẻ nghiêm chỉnh đứng đắn nhưng trong thâm tâm lại đi bới móc soi mói người khác 2. Hàm răng ít hơn 30 cái là vận mệnh suy yếu. Theo nhân tướng học thì những người có ít hơn 30 cái răng sẽ là những người có vận mệnh tốt đẹp, nếu chỉ có 28 chiếc hoặc ít hơn thì tuổi thọ sẽ suy giảm. Ngoài ra khi miệng hé mà nhìn thấy 7 chiếc răng là tốt nhất. Sinh vào mùa xuân mộc phượng số răng ít hơn 32 chiếc là tốt nhất. Sinh vào mùa thu mộc điêu tàn tốt nhất có 34 chiếc răng, sinh vào các tháng khác thì 32 răng là tốt nhất, ít hơn 30 chiếc là tướng suy. Ngoài ra, đặc điểm của người phụ nữ có răng nanh và răng cửa khấp khảnh không đều nhau, môi vẩu lộ răng. Đây là kiểu phụ nữ sống giả dối, hành vi và lời nói thiếu thành thật. Phụ nữ có tướng như vậy thường không phải là người tốt trong cuộc sống. Họ hay so bì tính toán với người khác. Kết bạn với những người phụ nữ này sẽ khiến cho chúng ta dễ cảm thấy bất an vì họ rất lắm mưu nhiều kế, thích gây chuyện thị phi. ba Xương gò má nhô cao Tướng phụ nữ khi nhìn chính diện thì xương má bệnh ra hai bên, nhìn nghiêng thì xương má vuông tựa như có góc nhọn nhô ra phía sau tai. Đó chính là tướng sau tai thấy má truyền thống. Loại người này rất dễ làm phản, sự xảo quyệt, xấu xa, tư lợi, rất dễ chỉ đạo người khác, không nên kết giao với những người con gái như vậy. Bên cạnh đó, những người có gỏ má cao thường bị coi là sát phu. Đồng thời, theo nhiều người phụ nữ có gỏ má cao, rất dễ khiến cho hôn nhân lận đận thường số phận tình duyên cũng không dễ dàng, không được yêu cũng không được đánh giá cao. 4. Chán quá rộng là cả đời thủ oán Chán là đại diện cho thiên đình, là mệnh cách của mỗi người. Chính vì vậy mà phụ nữ phải có tướng chán tròn mới là tốt, chán cao là người tinh thông, trí tuệ nhưng tính cách quá đải các, khinh nhờn người khác. Đàn bà có tướng chán quá rộng, tính cách bá đạo, lý tưởng cao xa, không ai muốn thấu hiểu, luôn háo thắng, muốn vươn lên vượt mặt đàn ông nên dễ gây thù chuốc oán năm lông mày cách xa nhau. Khoảng cách giữa hai lông mày tượng trưng cho sự độ lượng và rộng mở của một người, nhưng nếu như mở quá rộng hai đốt ngón tay thì có nghĩa là tùy tiện. Nếu như đuôi lông mày rủ xuống dưới thì sẽ trở thành hình dạng chữ bát, như vậy thì tướng mạo của người đó sẽ có khuyết điểm. Tình trạng bị mê hoặc bởi đồng tiền và vật dụng thường xảy ra đối với những người phụ nữ dạng lông mày hình chữ bát loại người này trong quan hệ bạn bè do quá rộng rãi, thoải mái cho nên đều có thể qua lại một cách thân mật với những người có nhan sắc ở khắp nơi, rất dễ mang tiếng xấu vì bạn bè cho nên người đàn ông phải thận trọng với điều này. 6. Đuôi mắt hình móc câu Những người phụ nữ sở hữu một đôi mắt có phần đuôi mắt móc câu thì đó là người vô cùng linh hoạt, khéo léo nhưng không chân thật. Những người này tâm địa thường không như những lời họ nói ra, họ là những người cũng dễ thay đổi lòng dạ, dễ ngoại tình bởi trong tính cách luôn hướng về vinh hoa phú quý, nếu người đàn ông lấy phải người phụ nữ có đôi mắt này thì suốt ngày phải canh chừng vì vợ sợ sa đà ngã vào vòng tay kẻ khác, có như vậy thì vô cùng mệt mỏi. Quý vị và các bạn thân mến, nhân tướng học từ lâu đã được áp dụng trong việc nhìn nhận, quan sát đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, ngoài những nét tướng trên, chúng ta còn cần cảm nhận từ cách sống, cách cư xử của một người, qua những sự việc nhỏ nhất dù mới có thể kết luận chính xác về nhân cách tính cách của một người. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúc quý vị có những giờ phút thư giãn bên gia đình và chiêm nghiệm được những điều bổ ích. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.